Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 8 năm 2022, từ căn hộ của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Chắc quý khán thính giả cũng thấy tôi đã có một cái đầu mới. Chiều hôm qua sau khi làm chương trình thì tôi đi làm đẹp để chuẩn bị cho ngày hỏi Chủ nhật này, ngày 7 tháng 8, thấy không? Cho nên là chuẩn bị xong hết, có cái đầu mới, hy vọng là không đến nỗi tệ cho ngày lễ hỏi của tôi. Xin chia sẻ với quý khán thính giả như vậy. Thưa quý khán thính giả, hôm qua South China Morning News, tức là tờ mà ở bên Hồng Kông đó, họ có phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine về vấn đề cuộc chiến và ước vọng của ông như thế nào. Thì Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ là ông ấy muốn Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đứng làm trung gian để cho ông ấy được nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin của nước Nga để giải quyết mâu chóng kết thúc chiến tranh. Nguyên văn ông nói như sau: "Tôi muốn đối thoại trực tiếp. Tôi từng có cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cách đây một năm. Kể từ khi xung đột nổ ra hôm 24 tháng 2, chúng tôi đã đề nghị tổ chức đối thoại, nhưng chưa có hoạt động nào diễn ra, dù tôi tin rằng điều này sẽ rất có ích." Và nguyên do mà ông muốn Chủ tịch Tập Cận Bình đứng làm trung gian giúp cho ông có cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin thì ông nói như sau về vấn đề của Trung Quốc: "Đó là một quốc gia hùng mạnh, một nền kinh tế hùng mạnh. Vì vậy, họ có ảnh hưởng về mặt chính trị, kinh tế đối với Nga. Và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tôi chắc chắn rằng nếu không có thị trường Trung Quốc, Nga sẽ cảm thấy bị cô lập hoàn toàn về kinh tế." Đó là nguyên do mà ông cảm thấy rằng là nếu Chủ tịch Tập Cận Bình đứng ra ngỏ lời thì ông Vladimir Putin, Tổng thống của Nga, chắc sẽ nhận lời để cho có một cuộc đối thoại trực tiếp ngõ hầu giải quyết vấn đề chiến tranh. Nhưng thưa quý khán thính giả, một lần nữa cho thấy Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine là một con người lạc quan tếu, không có một cái nhìn thấu đáo về chính trị, nên mới trả lời trên tờ South China Morning News như thế. Ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết là ông rất ngưỡng mộ Chủ tịch Tập Cận Bình, và Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong những vị lãnh đạo của các cường quốc hiếm hoi đến với Ukraine. Ông cho biết rằng năm ngoái ông Tập Cận Bình cũng đã đến Ukraine, nên ông cho rằng là ông Chủ tịch Tập Cận Bình là một người có thể mở đường cho ông đối thoại được với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và ông nói rằng là với nền kinh tế lớn của Trung Quốc, Trung Quốc có thể làm áp lực lên trên Nga. Thưa quý khán thính giả, điều này trúng, và nó cũng trúng luôn với Ukraine, vì Ukraine có hợp tác với Trung Quốc và có trao đổi thương mại song thương với Trung Quốc hàng năm lên tới khoảng chừng 20 tỷ Mỹ Kim, từ 19 cho đến 20 tỷ Mỹ Kim, là một đối tác về kinh tế lớn nhất của Ukraine. Và Trung Quốc cũng là một đối tác lớn nhất đối với Nga, điều đó đều đúng cả.
Nhưng mà không phải vì là đối tác kinh tế lớn mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình có thể có một ảnh hưởng tới mức độ là nói với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, để rồi ông Vladimir Putin ngồi nói chuyện trực tiếp với ông Zelensky. Điều đó không phải vậy. Vì Nga nếu mất thị trường Trung Quốc thì quả thật là khốn đốn, là choáng váng đó. Nhưng Nga vẫn đủ tự sức mình cung cấp cho bản thân mình. Nhưng ngược lại, Trung Quốc mà không có sự đầu tư của Nga cũng như là những trợ giúp của Nga về các kỹ thuật thì Trung Quốc cũng khốn đốn. Đó là thương mại song phương và ngoại giao song phương về chính trị nữa. Không có Nga yểm trợ thì nhiều khi những quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn và cả Liên Âu nữa làm áp lực chính trị lên trên Trung Quốc. Nên Trung Quốc tương tác với nước Nga là một tương tác song phương kính nhi viễn chi, tức là có khoảng cách nhưng mà kính trọng lẫn nhau. Nếu ông Tổng thống Vladimir Zelensky của Ukraine mà không nhìn ra được sự tương quan giữa Trung Quốc và Nga với tư cách là song phương nhưng kính nhi viễn chi thì quả thật ông Zelensky còn rất non tay trong vấn đề chính trị. Chắc chắn tin mà ông Tổng thống Ukraine muốn nhờ Chủ tịch Tập Cận Bình làm trung gian yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại với ông Zelensky trực tiếp sẽ đến tai Tổng thống Vladimir Putin. Thật ra Tổng thống Putin đã mở cho Tổng thống Zelensky nhiều con đường đối thoại trước khi ông tấn công vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Nhưng chỉ vì Tổng thống Zelensky quá kiêu căng nghĩ rằng mình trên cơ nên mới lãnh nhận hậu quả như thế này. Sau khi mà đã tấn công vào Ukraine ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẵn sàng có những đối thoại. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky chứng nào tật nấy vẫn nghĩ rằng mình trên cơ, vẫn là cho rằng mình có quyền giữ lại những phần đất như Donbass, Luhansk và còn đòi thêm cả Crimea đã bị mất vào năm 2014. Nên cuộc đối thoại đã không thành. Mới đây nhất, Tổng thống Zelensky nhờ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống của nước Turkey Erdogan làm trung gian để có một thỏa ước về vấn đề xuất cảng ngũ cốc của Ukraine sang các quốc gia khác, để tránh bị mang tiếng là dùng thực phẩm như là một vũ khí chiến lược o ép Liên Âu và Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý là cho Ukraine xuất cảng ngũ cốc qua Hắc Hải. Nhưng mà không được vận chuyển vũ khí. Đó là điều kiện đầu tiên mà nước Nga đặt ra. Ukraine đã đồng ý, nhưng Ukraine ngay lập tức đã cất ở nơi các kho chứa những cái gọi là ngũ cốc thì lại là những vũ khí, những chiếc tàu chở vũ khí luôn, thì bị Nga cho phi đạn bắn hết. Ông Zelensky lại la làng đổ lỗi lên nước Nga là thô bạo, là hành động tráo trở. Nhưng trong khi đó chính ông là người tráo trở trước nên bị Nga diệt là phải. Với những hành động như vậy thì Nga đã nói là không có lý do gì
để mà đối thoại với Ukraine nữa. Và thỏa ước ở tại Turkey bị xóa là chỉ vì như thế. Chỉ vì ông Zelensky đã từng tráo trở, vừa ăn cướp vừa la làng, là người lật ngược thỏa ước ở Turkey, nhưng rồi lại la làng lên là Nga thô bạo, đổ vấy lên trên Nga, rồi vận động Mỹ và Tây Phương lên án Nga. Thì với những hành động như vậy, làm sao Tổng thống Vladimir Putin không biết? Và làm sao Tổng thống Putin có thể nghe sự góp ý hoặc là trung gian của ông Chủ tịch Tập Cận Bình để mà đối thoại với ông Zelensky? Thưa quý khán thính giả, sau khi mà Tổng thống Vladimir Zelensky đến nước Mỹ vào cuối tháng 8 năm 2021 và ông trở về lại Ukraine, thì ông ra một cái điệu bộ rất là hống hách, kiêu căng. Ông tới ngay vùng Donbass, ông nói với ông Tổng thống Vladimir Putin như thế này: Tổng thống Putin ơi, hãy đến ở đây nói chuyện với tôi. Hãy đến ở đây để nói chuyện với tôi. Đó là một lời thách thức của một kẻ dưới cơ hơn rất nhiều. Về tuổi tác, ông Zelensky thua ông Putin mấy chục tuổi. Về tuổi chính trị thì ông Zelensky không đáng làm con làm cháu cho ông Putin. Về sức mạnh quốc gia thì Ukraine không là gì đối với nước Nga hết. Mà cách nói chuyện của ông Zelensky là hống hách, là ra vẻ bề trên, bắt ông Putin phải tới Donbass để nói chuyện. Hành động như thế nên Tổng thống Putin cười không nói gì hết. Chỉ khoảng chừng 5 tháng sau dạy cho ông Zelensky hiểu như thế nào là lễ độ. Ngày 24 tháng 2 tấn công vào. Nhưng mà cũng đã mở cho ông Zelensky nhiều con đường để đối thoại. Chỉ có một điều, Tổng thống Zelensky nghĩ rằng Ukraine với sự lãnh đạo của ông, họ bày tỏ lòng yêu nước, kiên quyết đánh bại được nước Nga thì sẽ đánh bại. Và ông còn nghĩ rằng cả khối NATO và nước Mỹ đứng sau lưng ông thì ông không có sợ. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng minh là NATO chỉ là một khối rời rạc, Mỹ cũng chả là gì hết. Chỉ được cái là nói nhiều mà không có làm bao nhiêu, và đã chứng minh được điều đó. Nên bây giờ ông Zelensky cảm thấy rằng bơ vơ lạc lõng với khối NATO, bơ vơ lạc lõng với Âu Châu, bơ vơ lạc lõng với Mỹ, nên nghĩ rằng một người có thể giúp cho ông được là ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều này ông bày tỏ ra những khuyết điểm như sau. Thứ nhất là ông bí lắm rồi. Tiếng Anh nó gọi ông là tới cái giai đoạn là paranoid, tức là hoảng sợ rồi, teo rồi, bí rồi, không biết làm gì nữa hết. Những cơ sở mà ông dựa lên trên trước đây như Mỹ, như NATO và như Âu Châu thì rõ ràng là ông dựa lên trên cát. Họ còn sẵn sàng bán đứng cả Ukraine, như là Tổng thống Macron đã từng nói là Ukraine hãy nhượng đất cho Nga đi. Đã nói rõ với ông như vậy, ông đã từng la làng lên rồi. Và luôn cả Thủ tướng của Đức là ông Olaf Scholz cũng đã nói chắc là phải nhượng bước về đất đai cho Nga. Nên Tổng thống Zelensky bị hụt hẫng, không còn sự giúp đỡ của Liên Âu hay của NATO hoặc của Mỹ như ông nghĩ. Điều ông nghĩ là sai trái hoàn toàn. Thái độ hống hách của ông trước đây không còn nữa, chỉ vì lý do đó. Bây giờ ông xuống nước, ông không thấy được NATO, Liên Âu và Mỹ yểm trợ ông, thì bây giờ ông vồn vã, dùng cái danh từ là vồn vã, nắm lấy, níu lấy áo ông Chủ tịch Tập Cận Bình, nghĩ rằng đây là cái phao để cứu vớt ông. Nhưng rõ ràng
Ông quá vồn vã và ông không hiểu gì về chính trị thế giới. Khi ông không biết rằng chính Chủ tịch Tập Cận Bình đang ở trong giai đoạn cũng khó khăn, phải vững mạnh, không có kẻ thù nào thêm trước khi mà ông tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ 3 5 năm. Nên Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không đi một bước cờ nào mà ông cảm thấy nguy hiểm cho ghế chủ tịch của ông. Hơn nữa là chuyến đi của nữ chủ tịch quốc hội Nancy Pelosi của Mỹ đã đến Đài Loan mà Trung Quốc không dám làm gì, cho thấy rằng họ đã yếu thế hơn, thì ông đang phải loay hoay lo giải quyết vấn đề của ông. Loay hoay tạo thế để giữ sĩ diện cho ông, thì còn đâu có thời giờ để lo cho nước Ukraine, để lo cho ông Zelensky. Nên khuyết điểm thứ nhất của ông đó là quá vồn vã, và khuyết điểm thứ hai của ông đó là không nhìn ra được sự thật tương quan lực lượng, tương quan giao thương, tương quan tương tác đôi chiều của Nga và nước Trung Quốc, nên ông lại sai lầm nữa. Cách phát biểu của ông chỉ làm cho ông trở thành trò cười của thế giới và cho những người dân Ukraine hiểu biết về chính trị coi thường ông thêm mà thôi. Một lãnh đạo không thể nào có hành động như thế được, không thể nào trả lời như vậy được trước một cơ quan thông tấn xã của một nước ngoài. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.